trời cao có mắt hớp, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Vậy nên nhớ, cái gì nó cũng có một thời mà thôi. Mà đặc biệt nhất cái không nên có là cướp của giết người. Giết một mạng người, người ta báo hồn, báo oan, báo ứng, người ta không chi mà giết biết bao nhiêu là hàng triệu người dân Việt Nam khắp nơi trên trên toàn đất nước Việt Nam, từ Bắc chí Nam, tụi bị giết quá trời để bị cướp của, để cái ăn bị giọng. Cuối cùng này ăn giọng kia ăn giọng, chạy hết, chạy từ lui từ la hết. Cuối cùng đó, thằng ở lại cái đảng cuối cùng là thằng này chết bằng tan thay nát tụi bay hết. Chó đẻ khốn nạn, ăn mừng đi, ăn mừng 30 tháng 4 đi, ăn đi, vô cướp ăn đi, cướp ăn đi. Đó, miền Nam á, miền Nam vẫn còn có chỗ, những chỗ làm từ thiện đó, đó vô cướp chỗ từ thiện mà ăn nó đi. Ừ. Thấy không? Vô cướp ăn đi. Đó vô cướp bắt đầu đêm nay nè, bắt đầu chiều nay cho đến 49 năm gì sau đó. Là từ ngày 30 tới 49 năm nay đó, đó thấy không? Tôi nói đêm nay là tôi quạt máy tủ lạnh chở gì bắt quá trời coi nè, mì gói, mì tôm, bột ngọt, nước tương gì nó vơ sạch. Nó ra chợ ra bóp người ta đang bán nó vơ sạch, nó nói là tàn, nó cướp trắng trợn, nó đem về nó phân phát cho bộ đội đó. Đem về nó cướp sạch người ta hết ở cái Sài Gòn, ai cũng biết ai cũng thấy mà. Trời ơi, nhà bà nội tôi nó vô trong hẻm nó cướp vô ha. Nó vô nó thấy cái bộ lư hương. Ngày xưa tôi nói đang đi cộng sản lúc năm 17, tôi nói đang đi cộng sản là bây giờ thằng nào ngày xưa giữ cái bộ lư hương nhà tao, tao mua lại 1 tỷ. Cái bộ lư hương nhà tao có rất đặc điểm, rất đặc biệt. Ai mà còn giữ, ai thằng nào mà cướp cái bộ lư hương nhà nội tao á thì nói với tao, tao nói cái suri, tao nói cái địa điểm nhận dạng là tao mua lại 1 tỷ. Mà tao giờ này chắc là đem nó đem bán đồng nát bẻ hết trơn rồi. Ngày xưa á, bắt đầu ngày mai 1 tháng 5 nó vô nhà nội tôi đó, ở quận 8 đường Âu Dương Lâm. Hẻm 28 với hẻm 90 giờ còn nha. Nó vô cái nào nó thấy bộ vô lư hương chà bá, đầu nó rinh bộ lư hương, nó nói là tàn vô của Mỹ Nguyễn nó rinh, tại vì nhà nội tôi tàn là đi lính Mỹ không đi hết, từ ai không ai mà không đi, ông bà nội cũng đi, mấy đứa con đi sạch không đứa nào không đi chứ. Rồi vô nó cướp, vô nó cướp cái bà nội tôi mới nói ơi cái này không được, không được, không được con, cái này cậu ơi. Rồi bà kêu ơi con ơi cậu, bà đang nghỉ hết lời luôn ha, bà nói cái này là cái bộ lư hương mấy mấy chục năm nay là tuổi thọ của nó bằng tôi, bộ lư hương bây giờ 70 80 tuổi, 80 tuổi, 80 tuổi chứ. Rồi cái bộ lư hương đó ha, nó lấy cái bà cô tư tôi, bà thấy vậy cái bà rút chiếc nhẫn tango mà đắt giá hơn cái bộ lư hương đó cho bộ đó, bộ lư hương đồng đen nó đắt lắm mà nó không có giá trị, mà chiếc nhẫn tango bằng vàng mà rút ra mà đưa chiếc nhẫn cho tôi nói, để bà nói thôi để chiếc nhẫn đi bán nha, xài đi đừng lấy hương đó mà. Cái đồng có bao nhiêu trơn, trời ơi cái chữ đít mẹ mày, trời ơi chứ đây đồng, nó cầm cái này tango đít mẹ, cái đấy đồng mà sao bằng cái đồng này nhiều. Nó ở trong đường chỉ biết đồng thôi, đồng là quý, nó không biết vàng. Thằng cho đẻ Hồ Chí Minh mà dòi sọ nó sao biết, nó không biết vàng để chi, để cho sau này tụi nó đi cướp được á, đem vàng cho tụi nó đem về tàu. Còn cái tông cho cái đắp bộ đội đi làm đồng nát, đổ làm gì, làm ống, làm súng, làm ống gì đó. Bảo vậy sao khi mà cướp được cái Việt Nam Cộng Hòa đó 16 tấn vàng đó các bạn, tụi lại vẫn thậm chí tụi lại vẫn đéo biết được vàng là quý, nó đem nó chở hết, nó tưởng đâu là đồng, nó chở được hết qua cho thằng Nga, nó cho thằng Nga mới chở hết chứ, đại đồng này qua để cho tao làm súng làm ống chở hết. Thằng tàu nó tức nó điên, máu quýnh cho nó một trận một ngày 17 tháng 2 năm 1979. Tạo nó tức á, tại vàng số vàng ở trong miền Nam, miền Nam dưới đây là của thằng Nga, nó phỏng tay trên mẹ nó rồi, miền Nam mà của thằng Nga nó phỏng tay trên mẹ rồi, tao nó mất đối điên đó, nó vô ha, nó cái đầu cái bà cô tôi nó chịu, nó chửi điệp mẹ, cho nó điệp mẹ thế này nè. Trời ơi, bà không biết sao cái bà nội tôi thì ôm tiếc cái bộ lưu ôm, mà nó cầm cái con đĩ bất kỳ chó đó, nó cầm cái bán súng nó quýnh trên lưng bà nội tôi 2 phát, bà nội tao có buông ra, nó mới lấy xong nó kéo cái màn nhung xuống, nó quắn cái cơ bị động, nó ôm ra xong nó dắt nó đi một băng lửng. Nói chung là vô trong số đó, nó đi mấy chục thằng, nhà nào cũng bị hết trơn, nhà nào mà có của có vàng có ít có đồng là nó bước, có đồng có xe có đài là nó vô, nó bước đạp đồng đài. Tụi mục tiêu của nó là đạp đồng đài, đạp là sẽ đạp đồng á, là đồng và đồng hồ và đài là cái đài la vô nó mới mát, đài tivi rồi đó, đài đó, mục tiêu của nó là đạp đồng đài. Nói cho mấy đĩ mấy lũ bất kỳ chó tụi bay nghe nè, những ngày tháng tụi bay gây tội ác cho miền Nam nha, di tích lịch sử có hết nha. Nó vô nó cướp đó các bạn, trời ơi. Tôi đi ra dắt xe xong cái còn cậu út tôi mới, chú út tôi mới đi chạy xe 67 các bạn, chạy vô về tới thì lấy luôn xe 67 luôn, vừa dựng xe nhà vừa hỏi mẹ má có gì không, cái nội trộn vô nó xe 67 lấy xe 67 nó dắt đi luôn, nó dắt đi đâu nó đạp không biết nó đạp làm sao mà nó lũi vô cái nhà của bà kia, trời ơi người ta nó cười, trời cười luôn. Nói chung bữa đó là mắt không có mắt vàng, nó không biết cái vàng, nó lấy một nó vô mà lục mấy cái lon gô vàng là cái này xong phim hết. Không có lấy vàng, vô thấy cái lư hương nhà ba nó tôi ra nha, nó quay quay nó lấy ba cái lư hương, nó lấy 2 chiếc xe đạp một cái xe không đá, trời ơi mà cười cười đá bụng luôn á. Nó sau này nó mỗi khi bà nội ngồi nhắc lại mà cười, trời phải vô buồn mà lục lấy hai cái lon gô trữ vàng đó là mấy cái vàng đó các bạn, như là đời là ăn mày luôn á. Mà tiếc các bạn cái lư hương để bằng thờ tổ tiên ông bà nào giờ, trời ơi tôi nói cười đá bụng luôn. Nói kể vừa khóc vừa cười đó các bạn. Trời ở trong miền Nam vừa khóc vừa cười nhiều lắm về cái tội ác của đảng đi cộng sản nó reo ra những ngày sau này. Bởi vì cô nói đây là sự thật. Bởi vậy những con em nào ở miền Bắc á,
nghe được cái chọt bụng chọt dạ chọt lòng, cái buồn là cái đéo gì có làm cái đéo buồn đéo cũng làm được từ ai đâu nha. Có cha ông tụi bay gây ra tàn ác gây ra như vậy đó. Bây giờ hỏi thử tụi bay, bây giờ tụi bay nhà tụi bay có gì, trời, nhà bay bây giờ mà nuôi một con chó con mèo mà thằng chồng chó này chồng chó mèo là tụi bay cũng giết người ta chết thuốc chi mà vô mà quýnh cha quýnh mẹ tụi mà cướp xe cướp đồ dắt đi lòng lộng dắt đi thường thường đó đụng nhà bán đồ đồng văn vương thấy cảnh đó tụi bay không có hiểu, tụi bay chưa có rơi vào hoàn cảnh người ta tụi bay không có hiểu đâu. Bảo vậy tụi bay cứ chửi đi, chửi được cái nọ chửi đi cười người hôm trước không sao mà cười, sắp sửa tụi tao cười lại tụi bay nè, sắp sửa rồi không còn lâu đâu, không còn lâu đi, cái gì cũng có đó, cái gì có xuất phát thì có một, sẽ đến đích mà thôi, có khởi hành là sẽ có đến đích, cái gì cũng vậy hết, nó rõ ràng như vậy hết. Để rồi coi, đừng có vội chửi cô, phán xét cô chi mọi, tụi bay có chửi cô chửi cả đời cũng hết. Cô đã nói rồi, cô chấp nhận, cô hy sinh, cô làm cái chương trình này từ mười mấy năm nay là cô đã biết, cô đã biết như thế nào là cô phải khỏi phải hù dọa chứ, mất công mệt lắm. À, tụi bay ngon nhào chua vô hết cho bạn bắt hết đi, ta chửi bao la bát nát mặt đàn đó, ta phó mạ đủ kiểu nhào cho bắt người ta đi, giao chua vô cái Facebook đó, mà bắt người ta đi, mình chửi người ta đi, chửi người ta bịt miệng bịt đồ cho khỏi nói, khỏi quê, khỏi nhục, khỏi nhã, chửi đi, sự thật ranh ranh vậy. Trời ơi, tàn ác, dễ sợ, tàn ác, đảng Mỹ Cộng sản chúng mày, nó đĩ mẹ của nó thì chó đẻ khốt nạn, vô trong Sài Gòn, cái cầu tiêu của ta ỉa các bạn, có cái lỗ cái ngồi xổm ỉa, có cái lỗ nước ở đây nó hô cái giếng, nó đưa khăn lau mặt, nó bỏ khăn lau mặt vô, nó bỏ nó nhúng, nó lao, trời ơi, người ta thấy gớm quá, người ta nói phải cái đó cho ỉa, nước xịt rồi á, trời ơi, mà nó lao, có nhiều người ta ghét nó cho nó lao cái mẹ đó. Trời ơi, tôi nói đúng là lục khỉ Trường Sơn mà tôi nói trời ơi, thiệt bà Du tôi hư nó đúng, một chế độ mang rợ đi thắng một nền văn minh, đó là thiệt, đó là sự nhầm lẫn của lịch sử, thiệt, mà ai mà đánh chiếm cướp bắt gì điều đó, người ta trong này ta làm ăn, tao làm ăn y như Hàn Quốc, người ta lo làm ăn, trời ơi, tao lo tao đang nâng cao dân trí cho dân người ta làm ăn, chứ ai mà đi lo mà là hung thằng vũ khí, thằng cô nói nghe là thằng Bắc Hàn đéo dám đánh đâu, đánh là bên Hàn Quốc này tao quýnh phủ đầu vào cái kho hạt nhân của nó, chứ đừng nói chuyện, hạt nhân của nó di chuyển đâu giống đâu là biết hết vệ tinh bị chụp hết, bởi vì nó không dám đó các bạn. Nó không dám, nó hó hé đó, nhắm mắt dại đó. Mà quýnh gì đó mà quýnh, lương thực đó mà quýnh. Bây giờ bảo vệ nước, bảo vệ cái này ra nó đúng. Bây giờ có nghiên cứu những cái điểm nào yếu của cái đất nước đó. Đụng chuyện là quốc vô tiêu diệt, quýnh khoa học nhân là tiêu diệt hết được bay bao nhiêu cái nhân lực của nó rồi. Cũng như thằng Mỹ quýnh, cũng như bà Thái Anh Văn bắt đầu quýnh cái đập tam hiệp đó. Là tiêu diệt bao nhiêu nhân lực của nó. Tiêu diệt cái bao binh lính của nó. Nghiên cứu điểm yếu quýnh chứ, quýnh phủ đầu. Cứ tấn công vô. Quýnh. Tấn công vô quýnh. Tao nói vui lắm, tao nói là còn một năm nữa nè, bởi vì thằng Mỹ nói là cái kho lạng Đông Bình đó là cái quyền lợi của nước Mỹ tại đó trong hiệp định Paris năm 1973, đúng 50 năm mà tụi bay mà hó hét là có chuyện với Mỹ đấy, mẹ tụi bay cho mày hết cảnh bao nhiêu chuyện vợ lòi nó giấu được, bưng bô đâu nữa, bưng bít đâu được nữa, nhục quá đảng Mỹ Cộng sản ơi, để cho thiên hạ người ta chửi rủa trên đầu, nhục nhã luôn, tụi bay có tay đi đâu đủ mẹ chấm ngập cũng làm không được. Trời ơi, giáo sư tiến sĩ gì Như Quân Nguyên, đảng viên cộng sản Như Quân Nguyên, bà nội mẹ nó mà có một cái lục ngập lục cái ngập ở trong thành phố thôi mà làm không được, mà không biết làm, con Vứt cũng không biết làm, trời ơi, hạn mặn hạn ngập, trời ơi, từ đó giờ biết không biết lâu cũng không làm được. Còn Phật Mô Sa nó xả thải hàng hà xả số thì làm cũng không xong, làm được cái gì, không làm được cái gì, hoài chỉ cướp của người dân, làm tìm cách cướp cho đây nó chạy, thằng này chạy xong được kia lên hốt chạy cứ vậy hoài. Bây giờ các bạn đừng có mơ mà cộng sản nó còn cai trị mà các bạn mơ được hạnh phúc ấm no dân giàu nước mạnh để đi xứng tầm với thế giới, không có đâu, đó chỉ là những lời cái bánh vẽ, những là cái lời mị, là cái ma mị của lão lũ cầm quyền cộng sản mà thôi, đó đâu có thực tế, đâu có thực tế. Những ai ở nước tư bản mà hiểu được cái thực tế thế nào là dân giàu nước mạnh, thế nào một thiên đường đáng sống, thiên đường của một con người đáng sống, chỉ có những người ra nước ngoài sống ở nước tư bản ta mới hiểu nó thực tế, nên nó có thực tế. Còn cộng sản nó vẽ vời không, nó xạo lồn không, 100% là xạo lồn này kia nọ, tàn ác lắm các bạn ơi. Người dân miền Bắc đâu có biết đâu, người dân Bắc chưa mà chưa bao nhiêu những người mà bị rồi ta chết mẹ nó giết diệt khẩu chết mẹ trơn rồi, còn cái đám sau này trong rừng ra chưa biết gì nhiều đâu, bởi vậy chưa biết rồi cộng thêm đẻ con đẻ cháu sanh con đẻ cháu ra đâu có biết con mẹ gì, đâu có biết gì trơn hết á. Bây giờ các bạn xã hội nó còn lên nó còn biết, còn chu chéo kiểu nào biết, nó là người không hiểu biết rồi mà nó chu to thèm nói làm gì cho nó mệt. Nhìn tụi nó là không biết hiểu biết gì, nó nói chuyện trên trời, nó chỉ ngơ ngơ ngay, nó y như rồi liên thiên, như phường đi nó liên thiên vậy, không đâu ra đâu hết. Trời ơi, như vậy mà đòi ở nơi ngàn năm văn hiến, lên trên mạng làm đủ trò, mở đủ chương trình dạy người này kia cho cộng sản, đủ má tụi nó, tụi cộng sản mà nó dạy, giỏi gì dạy cho người dân làm giàu à. Cộng sản nói chủ thiết của nó là cướp sạch của người dân, giết sạch những ai chống đối nó, cướp sạch tài nguyên khoáng sản, đem quyền lợi cho đảng viên cộng sản mà cái đảng mạnh lên mới cai trị được người dân, mới cai trị đất nước đó ăn hoài sống hoài, mới nuôi cái đảng hoài, mới nuôi cái lũ chó đẻ của nó hoài được. Nói chỉ cái điều đó thôi chứ không có bao giờ làm khác được hết.
không bao giờ làm khác được hết. Trời ơi, đảng cộng sản tụi bay không hiểu, không biết, tụi này đâu có hiểu biết được cái đảng cộng sản thế giới, học về đảng cộng sản thế giới rồi mới học tại sao những các nước đồng cộng sản nó sụp đổ phải hoa hoa lan lan mới lòi ra cái thằng có đẻ cộng sản Việt Nam này. Chứ các bạn không có hiểu biết, các bạn là nào giờ không có biết cái gì hết. Nói chung là tôi nói trứng mà là không ăn vịt, trứng mà là không ăn vịt. Trời đất ơi, tỉnh bọng đi mấy con ơi, mấy con ơi, mấy con có làm cái gì mấy con phải chịu hy sinh một phát đi ha, làm gì làm cho đúng đắn, đường lối rõ ràng đâu đó để sau này con cháu còn nhắc tên mình, rồi mình chết rồi người ta cũng để tên đường đó, xứng đáng không? Chứ còn làm khùng khùng đi đi mệt lắm ha. Mục tiêu của mình là phải đánh cái đảng cộng sản, là phải đánh thẳng vô thượng tầng, phải đánh vào cái yểm huyệt của nó. Quánh cũng như mà các bạn biết ngày xưa mà là thời điện tử ra súng con cha đó, chứ bắn súng không? Nắm được cái đạn quạt rồi khạc cái đạn quạt nó mới đã, đạn lửa không có đã bằng cái đạn quạt bắn một viên nó ra 6 viên gì nó mới đã, phải đánh thẳng vô nó mới đã. Đã. Còn mấy lỡ bạn mà đi hai hàng có sợ sợ không dám làm, bạn nó còn viên sau này mai tôi không trọng các bạn hết chứ, mai tôi trọng hết chứ. Bởi vậy cô cũng chả đánh thiệt, có thật sự ra cô nói cô cũng đẹp đéo dám đem hình ảnh của cô mà làm kiếm tiền là bậy bạ khác có không dám đem hình ảnh này cái ra tôi, cô bán online cái nọ rồi chết thôi cởi rồi là xong phim. Cô đem hình ảnh này cô ra cô ca hát kiếm tiền hay cô muốn may quay công tiền là chết. Cái hình ảnh của cô đây cô xây dựng hình ảnh này cái thương hiệu này là chống cộng, là chỉ một chống cộng không dám làm bậy làm bạ. Làm vậy là trời ơi, công tình mình giữ một mấy năm nay cái thanh danh của mình làm là tầm bậy tầm bạ cái rồi bởi hết, bởi hủy hết, sau này ai tốn thơ nữa, mình chết là ai tạc tượng, ai để miếu để thờ, để đình thờ. Như cô biết chết có người ta tạc tượng y có hào quang vậy, ta tạc tượng thành bà cô một mình, ta để trong tượng nó miếu ta thờ cô đó. Cô về cô phù độ cho người đó là mạnh khỏe làm ăn phát tài phát đạt đó. Người nào mà tới cô mà thành tâm nha, chứ đủ má đừng có giết người cấp cổ lại kêu cô cầu nguyện xin cô tha thứ rồi cô bỏ tiền là không, không được nha. Sống phải tâm cho sạch tới cô giúp, chứ còn tắm sống mà theo tánh bà tạp giam như đã đi cộng sản thôi là không, không bao giờ cô giúp. Mình có làm mình sống thật thà với mình đi ha, mà ai mà trái bậy với mình nói tới cô à, họ máng tới mét cô là cô bẻ họ ngay tức khắc. Tụi nó thấy được, nó đem tài sản nó trả, nó tiên xin lỗi cho đòn, nó biết. Như cô là ta chết là ta thờ, ta tạc tượng y cái hào quang vậy nè. Nó người ta tạc ngồi kiểu vậy là y là ta thờ cô liền. Rồi sao lại có tên đường luôn? Mà phải chống cộng sản nha, chứ không phải mà khơi khơi các bạn bắt cái gì bắt trước cô muốn làm có tên đường, sau này người ta thờ, người ta cúng cái chuyện đó. Mà các bạn đã làm copy hình như các bạn làm chị khùng khùng nó đi không được nha. Phải đánh giặc cộng sản. Thời nào cũng có anh hùng, mỗi thời kỳ có một anh hùng khác nha. Anh hùng mặt trận này, anh hùng mặt trận khác. Đó. Anh hùng dạng thức này, anh hùng dạng thức kia. Anh hùng chiến này, anh hùng chiến nọ, anh hùng chẳng này nữa. Thời nào có chẳng anh hùng hết. Bảo vệ cho cô cũng tha thiết nhất á. Cô thì cô đã giữ được đó. Cô cũng mong thêm á, bằng em là cái em Lê Thị Thu Úc Thu nè. Cô cũng mong em đó ráng giữ mình, ráng làm cho tốt. Sau này con cháu thiên thu muôn đời người ta ca tụng mình. À, ta nhớ tới là hai vị, một vị là Siêu Mập Bình, một vị là Úc Thu. Hai người này là song kiếm hợp bích, hai người này là chuyên về đánh cộng sản, lật đổ cộng sản. Hai người này là vị anh hùng trẻ tuổi của dân tộc Việt Nam đang sống tại Hàn Quốc nhưng dẫn lòng quê hương, hướng về quê hương cứu độ chúng sinh ba tánh nước dân tộc mình đang ở trong cái ác cộng sản. Người ta sẽ nhớ tới bởi cô ra còn mong cô sợ các cô sao cô lớn tuổi rồi cô biết thế nào cách nào được, còn sợ cô em ấy nó còn nhỏ tuổi quá, bởi vậy cô cũng dám nói gì nhiều hết, chỉ mong may mắn sẽ đi cho đúng đường đúng hướng đó. Công tình á, mình không có gì kêu công tình, mình bỏ công sức ra mình làm đúng, sợ một phút sai lầm một chút xẻ chân thôi sẽ mất đi hết cái thanh danh của mình. Đó là như vậy. Cái lũ cộng sản này cho đẻ cho mẹ mày với tao chứ đừng có chuyện lợp. Trời ơi.